Rồi, em xin được mến chào anh chị thích Hoa Lan và em là Duy Phong tại kênh YouTube Hoa Lan Duy Phong nha. Thì trong video lần này em xin được phép giới thiệu anh chị là một dòng lan Thiên Nga. Thì lâu rồi em mới quay trở lại bán Thiên Nga anh nha. Và Thiên Nga đợt này là có hai màu chính xác, là một là Thiên Nga màu đỏ anh chị. Cây nó cũng là cây những cái củ già rồi, nó sẽ mọc lên chứ không phải là cây giống nữa nha anh chị. Cây thì cây tương đối nhỏ thôi, nhưng mà nó có những cái củ già nó mọc lên rồi đây, chứ nó không phải là cây giống nữa. Rồi, nó ra hoa rồi đó, nó mọc lên cây con vậy là mới biết được màu hoa của nó và đã ra hoa và nó tiếp tục nó nhảy cây con lên. Thì có hai loại, thì đầu tiên là một loại là Thiên Nga màu đỏ, đỏ đậm hoa thơm, và là thứ hai nữa là Thiên Nga đen, hay còn gọi là Thiên Nga ngọc trai anh chị. Có hai loại, thì đầu tiên là Thiên Nga đỏ là có giá là 100.000 anh nha, Thiên Nga đen thì có giá là 150.000. Rồi đây thì là hai mặt hàng đây, đỏ ba em đều có ghi cụ thể hết, và kích thước cái mầm này tầm khoảng 5 cm và nó sẽ cho hoa anh chị ha. Anh chị trồng thì khoảng tầm vài tháng tới một năm thì nó sẽ cho hoa đây. Cái củ này tại vì nó sẽ phát triển rất là mạnh, tại vì anh chị thấy có củ mẹ nó đã ra hoa rồi nó mới mọc lên mầm con anh chị. Thì đây là có, đây một chậu này là có giá màu đỏ, đây là màu đỏ có ghi tên rõ ràng màu đỏ, thì có giá là 100.000 nha. Đó, 100.000 thì giá 100.000 đây màu đỏ. Cây nó phát triển rất là mạnh rồi, thì về anh chị có thể bổ sung thêm phân tan chậm, hoặc là có thể là bỏ thêm phân trùng quế ở phía sau đây anh nha. Rồi đây là màu đỏ để cho anh chị hình dung được nha anh chị, đây màu đỏ. Rồi tiếp theo một số chậu màu đỏ nữa thì mình sẽ qua cái lô mà màu đen anh nha. Màu đen nó cũng vậy luôn, nó sẽ mọc từ mầm gốc những cái thân mẹ lên rồi thì nó được biết chuẩn hoa rồi, thì để đã đánh dấu tên là ai. Thì đây là những cây màu đen anh nha, đỏ nè, đỏ để ở đây rất là nhiều, đây ở đây vẫn còn màu đỏ, đây cây đỏ cũng tương đối là đẹp anh chị. Rồi tiếp theo nữa là để xuống qua đây cây màu đen. Rồi thì đây là những cái chậu mà Thiên Nga đen nè anh chị. Thiên Nga đen thì cái nó ít hơn anh nha, tại vì lượng khách hàng cây nó cũng tương đối, một số cây nó nhỏ hơn, tuy nhiên giá là 150.000 nha anh chị. Đó, tại vì những cái giống này để ôm lại nè anh chị, màu đen đã có thân già và mọc thân con anh nha. Để em lấy nét lại cho anh chị xem. Đó, mọc lên một thân con thế này là có giá 150.000 ha. Cây nhỏ hơn chút xíu nhưng mà mắc hơn nha anh chị. Đó thì nếu mà anh chị nào có nhu cầu đặt hàng cây Thiên Nga đen này thì đây, thì anh chị cứ liên hệ về em, bên em sẽ đóng hàng gửi hàng cho anh chị. Anh chị đây những cái thân mầm hay còn gọi là những cái kia anh chị, đó nó mọc từ thân mẹ lên nè, một chậu 150.000 đó là Thiên Nga đen. Rồi cây Thiên Nga đen này thì nhỏ hơn nha anh chị, tầm khoảng từ 3 đến 5 cm thôi, một cây của nó 150.000 và hoa của nó là rất là thơm và lại màu đen trông nhìn rất là đẹp anh chị. Rồi thì khi mà anh chị mua từ cái lô này, em xin nhắc lại cây Thiên Nga đỏ hồi nãy thì cái mầm gốc nó mọc khoảng tầm 5 tới 7 cm cũng tương đối là đẹp, còn cái Thiên Nga đen này là cái mầm gốc nó nhỏ hơn anh chị, nó thấp hơn chút xíu, tuy nhiên về mức độ tăng trưởng nó đều là như nhau hết, nó rất là khỏe tại vì nó mọc từ thân mẹ, mầm gốc từ thân mẹ lên đó như thế này đây. Nên anh chị cứ yên tâm về về hoa thì nó sẽ cho hoa từ cái mầm gốc này sẽ phát triển rất là nhanh anh nha. Thì từ sẽ từ 8 tháng tới 1 năm anh chị sẽ nhận được hoa đó, màu đỏ, đỏ rất tươi đẹp, màu đen anh nha, màu đen rất là thơm, và nó sẽ cho hoa từ những cái nách hoa này, nó sẽ cong xuống nhìn rất là đẹp. Rồi giá bán của cây giống này, ngọc điểm màu đỏ sai có gì là hồi nãy là giá 100.000, còn đen thì giá 150.000 anh nha. Và đây là chuẩn màu, tại vì những cái mầm mẹ nó lên và đã cho hoa rồi nên xác định được màu và ghi tên rõ ràng ra hết. Rồi thì khi mà anh chị mua hai chậu á, từ hai chậu trở lên, đỏ hai chậu hoặc đen hai chậu, là đơn hàng, nói chung là mỗi đơn hàng anh chị đặt hàng hai chậu, bên em sẽ tặng anh chị một chai để dưỡng cái cây cho nó ra rễ như thế này đây. Đó, cho ra rễ, bám rễ rất nhiều anh nha.
một chai axi rút để dưỡng rễ, kích rễ. Đây, ra rễ như thế này. Đây, để em quay lại cho anh chị xem. Đây, rễ ra rất là nhiều rồi. À, bộ rễ của nó rất là đã. Rồi, thì anh chị có thể liên hệ đặt hàng bằng hai số hotline đang xuất hiện dưới màn hình anh nha. Rồi, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị trong những video bán hàng lần sau tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.